Lý hả? Để cái miếng xích vào người nó cho nó thẳng cái lưng lên để sao nó còn. Mà mất gì gì đâu mà quá trời. Đây để lên cái thôi. Nè, còn hai cái nữa nè. Phòng hờ. Phòng hờ cái gì? Có xài đâu mà phòng hờ. Bắt phải rửa đi chứ còn lười gì. Để nó mới sinh ra những cái vi khuẩn nó rửa nó cực. Uống xong rồi rửa ngay. Ngồi dẻo cái lưng kìa. Ba dài, méo này. Ngồi dẻo cái lưng kìa. Bà thảo hay con? Rồi. Ngồi ngay ngắn vào cho nó ra dán chủ tịch chứ. Cái này liếm được. Cái này em thắc mắc là người bán là người ta nhập từ ngoài kia vô để bán loại này. Hay là chỉ là cái dấu. Người ta gọi là bí đao đúng không? Ừ. Ý lê chồng á. Đây cũng có chứ. Đao lê chồng. Bí này giống như để làm mứt. Đúng rồi. Bí đao hôm nay không có hả? Bí đao của mình là bí đao ăn không có làm mứt. Nè, bí dài này nè. Bí dài. Nhôm nhôm à, nhôm nhôm nhím nhím à. Nè, chị, to. Ừ, đó giống đây ăn. Cái vỏ nó sạch. Cái vỏ nó vỏ cứng. Xanh nó cứng. Nè, đó là bí này. Còn bí mình hay mua bữa bí, bí mình là bí mỏng đấy. Bữa đi mua là bí này. Bí mình không ngọt. Bí mình mua là bí này. Bí mình nó nhiều hột hơn, bí này ít hột. Con cháu rất ngon mà. Cũng không chịu ăn hả? Mà ăn hết nữa. Người ta nói con nó ăn dư đem đổ nè, thành nó biến ăn đúng không? Con mẹ nó chịu ăn lại cho nên nó biến ăn, càng ngày càng biến ăn. Hôm bữa ăn mà. Hôm qua ăn rồi. Ăn hết chén đau bí rồi tụi mình. Ngồi liếm liếm thì đỡ bèo. Liếm nó chứ ăn là được mà. Liếm ơi. Liếm ơi. Muốn gì? Nhâm 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 nhâm. Nhưng chắc dài là sao tạo miếng nó rậm. Dài dài. Nhà cùng ký chứ. Rồi. Không còn dài nữa. Thì như làm những mấy cái dài hoài á. Thì mình có để cái này nè. Mình ăn ngủ mình lúc cho nó ngủ nha. Liếm có gì đâu. Ngọt không? Sáng vậy ăn có cá thôi á, tính là không cho ăn để tôi ăn bột có hết không? Tại vì bình thường cũng 9 giờ mấy mình cho ăn, tới 10 giờ mình ăn bột không đủ vô. Nhưng tôi đói luôn mà bắt ăn. Mà ăn cũng rửa, mà đủ nhiều lưng tới đây nè. Liếm có người ngọt gì đâu mà nhai nó ngọt. Giờ không làm được với nó đâu. Quay đi quay lại ra ngoài nè mời. Chắc mình mua mấy cái kia quay quay quá. Ừ. Trời đứng một cái mà nhai dưới mũi nè. Nó mai đi họp rồi nhiều đâu. Thank you.
không? Miếng nữa nè. Miếng nè. Miếng. Bà ăn con miếng. Miếng thôi chứ không cắn được, cắn hóc. Đó, để mày. Chịu ba cái này chứ không chịu dễ gì em phải mút. Nhìn chưa học hèm. Yeah. Sao không mút được người già rồi? Không mút được người già rồi. Nè 6 tháng 15 ngày rồi. Sáng con đi ra mua ra rau 1.000 hút luôn. Con chợ. Một cái là nghỉ nhiều. Yếu hơn cái mà nói hết được không? Một giọng. Nhưng mà ba gốc thì nó vẫn tính được. Nếu là ba gốc mà nó đẩy ra không ngửa rồi hả? Chỉ là bỏ bớt cái thì cũng phải nói lại. Nói gì? Tới tuần thôi. Không, nếu mà mần lấy thì cứ làm nguyên vòng có sao đâu. Nguyên vòng thì nó chắc nhưng mà cái nệm không bỏ vừa. Nệm bao nhiêu, cái đó bao nhiêu? Bữa em mua kích thước, em phải mua kích thước nhỏ đó, xong cái định giờ nó nhỏ cái nệm như thế nào. Chuyện là buổi chiều em ngủ hai lớp nên là bỏ bú luôn. Một giờ ngủ, một giờ bú thôi. Ngủ bú xong có một giữa ngủ mình tới 3 giờ dậy lăn lộn không mẹ ngủ, mẹ lăn mẹ ngủ, ba lăn ba ngủ, thế là anh cũng ép cũng ngủ theo, ngủ 5 giờ vậy. Ai đâu chơi. Oh.
ngon. Nó bậm chân, bậm miệng lại, nó đạp cái chân nó đau ghê, dữ. Đạp tinh thịt, tinh thịt. Rất mạnh mà. Chí lên. Giỏi à, mày giỏi à. Ước cha. Uống cái sữa kia là nó vừa uống vừa nặng. Thay vô hết nè. Cái gì? Cái sữa đó. Chú mỗi lần cháu uống xong là kiểu gì cũng mẹ. Mẹ đang uống là nó bắt đầu ra nặng rồi. Sữa này tới 1 tuổi luôn mà, từ 0 đến 12 tháng rồi. Cứ thường thấy ăn cháo không có bị đâu. Còn uống sữa không đi. Uống sữa luôn tốt, tiêu quá nè. Có quá nào đi uống thuốc để cho nó nín lại. Biết hả? Mà sẽ đi ăn nha. Mai luôn nha. Ướt men rồi. Ai người mà quần nhau rồi. Thấy ghét không? Lắm đề 2 mà nắng nhớ 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 mãi không lên được. Bây giờ làm cái lật em một cái bèo á. Nó từ lúc mà nó biết lật cho tới lúc mà nó lật lật lại được chứ hồi quá một ngày. Đúng 100 ngày là biết lật qua. Nhưng mà chỉ có lật qua không lật lại được. Cho tới lúc tự lật lại được rồi tự ngồi. Thôi con, thôi con, thôi con, thôi, thôi, thôi. Đúng vậy. Hôm bữa hôm qua em nắm hai cái chân đó mà em thay tả. Mà nó quằn cái người, coi như là em nắm hai chân vậy mà nó quằn cái người, nó cong lên trên luôn. Ớt chống bằng cái đầu đi cho tay nó vai này nguyên cái bụng là nằm ở trên trời nằm yên quậy ừ đấm lót rồi chắc cái siêu quậy quậy quá làm em mất quýnh đi nha không cột chân lại không có đi luôn. Tập bị dối. Thôi anh hai ơi, anh hai, anh hai.
ơi, anh hai ơi, anh hai quậy quá, anh hai ơi. Tài đắp gai, nằm yên cho ba khai. Không có quậy. Nhỏ mà nó có quậy vậy đó ta. Đùa. Ba ngồi yên một chỗ mà chơi. Quậy tới mức mà mặt có cái buồn mà không xong. Ừ. Chơi đồ giống thầy chùa vậy. Này áo đâu sần nè. Nhìn màu thịt cay sao chê. Đây mà áo đâu sần nè. Có ăn tu chứ bộ. Tu nguyên chai á con. Đó là con ăn cơm với chuối à. Tu nguyên chai hả? Tu nguyên chai hả? Ăn cơm với muối tiêu. Ý dạ, nhẹ nhàng, giờ bé nhẹ nhàng. Qua ngồi bật ngửa rồi anh. Dê nào, mặc áo dê nào nhớ tay lên đi. Lăng Mặc áo dê nè. Trời bỏ đi đâu rồi. Qua đây, để tụi nó này mặc áo dê nè. Nhoi quá à. Dơi mà ngón thì là ngón đầu chưa mặt nữa. Áo nó cũng lâu. Cũng lâu hả? Ừ. Một sân nha. Sân nha. Cái đuôi. Đó là cái đuôi. Cái đuôi nó cũng lâu. Yeah. Cái đuôi. Thấy giờ mà nó vận động thì chạy qua chạy lại mà ôm nó bê vô lại là cái mệt rồi đó. Mỗi giờ luôn á. Giảm thôi. Muốn mà bê vậy mà giảm được cân như giá. Giảm đó, đổ mồ hôi mà. Vận động đổ mồ hôi thì nữa. Tôi thấy lên tiền đình với cái gì giảm được cân đâu. Bye bye. Chào.